Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV và Radio. Dạ vâng, và ngay ở đầu chương trình thì Thi Nhung cũng có xin phép cô Hồ Quang là cứ mỗi lá thư thì Thi Nhung xin phép đọc cái tên. Nhưng mà cô cũng rất là chu đáo và cẩn thận, cho nên cô nói là không có nên làm như vậy. Cho nên là quý vị sau này mà khi theo dõi chương trình An sinh xã hội thì Thi Nhung cũng sẽ đọc một loạt những cái lá thư mà cũng sẽ trả lời trong ngày hôm đó. Tuy nhiên khi mà đi vào chi tiết thì sẽ không đọc tên nữa quý vị nhé. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đến với những cái lá thư của một số quý vị, như là quý vị Phương Lương, quý vị Thẩm Huỳnh, quý vị Kimberly Nguyễn, quý vị Thúy Nguyễn và quý vị tên là Quang Nguyễn sống ở Allentown. Đó là một số những cái lá thư mà Thi Nhung nhận lâu nhất và cũng sẽ trả lời theo thứ tự. Đúng không ạ? Và đầu tiên Thi Nhung xin phép đi đến một lá thư Thi Nhung nhận bằng email vào ngày 10 tháng 1. Lá thư viết rất là ngắn. Chào chị Hồ Quang. Năm nay tôi 65 tuổi, tôi không đi làm. Tôi có quốc tịch và tôi xin tiền già diện gì, xin cho tôi biết. Cảm ơn chị. Và nếu là người công dân Hoa Kỳ không có đi làm thì tới tuổi 65 sẽ xin được SSI. Chỉ có SSI không thôi à? Dạ, SSI. Và Thi Nhung cũng xin phép đi tiếp một lá thư cũng nhận bằng email luôn vào ngày 11 tháng 1. Kính thưa bà Hồ Quang, tôi xem chương trình An sinh xã hội và tôi thấy bà giải thích giúp đỡ cho những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ. Tôi rất quý mến bà và tôi mong bà luôn vui, luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục mang sự hiểu biết của bà đến với cộng đồng người Việt của chúng ta. Thay mặt tất cả cộng đồng người Việt rất cảm ơn bà. Chúc bà Hồ Quang mỗi ngày đều có niềm vui và bình an. Dạ. Chỉ là chúc mừng thôi. Dạ, không thì có xin hỏi cảm ơn cả. Lời chúc mừng đó. Dạ. Nhưng mà có một cái tôi hơi hỏi giấy quý vị khán giả này nha. Mình chúc mình thôi, mình đại diện người ta đâu có cho mình đại diện đâu, mình đại diện hết mấy cái cộng đồng vậy. Và thật sự thì khi mà cái chương trình này phát sóng mà đến khi quý vị xem thì Nhung nghĩ là chắc cũng qua Tết rồi cô hả? Đúng rồi, đúng dạ, rồi. Cũng qua Tết rồi thì cũng một lời nhắn gửi là thì Nhung nghĩ rằng là trong năm đó một cái bữa cơm nào mình cũng có thể bỏ lỡ ha. Nhưng mà riêng cái bữa cơm chiều 30 Tết hay là những cái ngày Tết sau đó thì mình cũng phải nhủ lòng về với gia đình để mà ăn cơm với gia đình đúng không cô? Cô có lời nhắn gửi gì đến quý vị trong năm mới Ủa, không ạ? Ủa sao đang nói chuyện an sinh xã hội dạ rồi không? Cái nhắn bữa cơm Tết là dạ, dạ không, tại vì đang là cái chương trình mình phát sóng ra nhưng sợ sau Tết rồi mà hai cô cháu mình làm suốt cả năm vẫn chưa có một lời chúc nào gửi đến quý khán thính giả. Dạ, quý kính thưa quý vị, sự góp mặt góp tiếng của tôi trong suốt năm và nhất là trong dịp cuối năm nói lên cái lòng quý mến của tôi với đồng hương, và khi mà mình quý mến thì mình mong mỏi những gì tốt nhất đến với những người thân ở đây của tôi, là tất cả đồng hương đang xem chương trình hay là đồng hương trên khắp nơi, trong nước, ngoài nước và ở nhiều nước khác. Dạ vâng, lý do mà Thi Nhung nhờ cô gửi lời chúc là bởi vì mình vừa nhận một lời chúc của quý khán giả thì mình dạ, cũng đúng phải rồi. Trả dạ, lại đúng, đúng không ạ? Và một lá thư tiếp theo Thi Nhung nhận vào ngày 12 tháng 1 bằng email luôn. Kính gửi cô Angie Hồ Quang. Cháu hiện đang sinh sống tại Chicago, Illinois. Cháu năm nay 40 tuổi. Ông xã cháu sinh năm 1956, sinh vào tháng 2. Ông xã cháu làm việc tự do. Lương hưu ước tính qua vào khoảng là 2.300 Mỹ Kim, đó là hưu toàn phần. Và hiện tại cháu làm neo, cháu làm trên 10 năm, cháu có khai thuế đầy đủ trên 10 năm qua. Và mức khai thuế của cháu dao động tầm từ 15 cho đến 20 cho đến 35 ngàn. Hàng năm thì cháu vẫn tiếp tục làm và đóng thuế như vậy. Vậy cháu hỏi cô, tới khi cháu tới tuổi hưu, cháu sẽ được lãnh bao nhiêu tiền vậy cô? Câu thứ hai đó là cháu kết hôn với ông xã của cháu và ông xã của cháu bảo lãnh cháu qua Mỹ đã được 12 năm rồi. Cháu và ông xã có một đứa con 10 tuổi. Thưa cô, nếu ông xã cháu lãnh lương hưu toàn phần thì cháu có được ăn theo của ông xã cháu không ạ? Và giả sử như ông xã cháu qua đời ở tuổi 63 hoặc ở tuổi 66 thì cháu có được thừa hưởng gì ở hiện tại này không? Hay là phải chờ cháu bao nhiêu tuổi mới hội đủ điều kiện? Và có sự khác biệt gì không hả thưa cô? Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ tôi trả lời cái phần thứ nhất nhé. Là ông xã thì đủ tiêu chuẩn để lãnh tiền hưu.
và bản thân em cũng có đi làm. Em cho biết em hãy còn tuổi rất trẻ, thì cái tuổi hưu của ông chồng là một cái số hưu rất tốt. Trong trường hợp mà em tiếp tục đi làm, tới khi mà em đủ cái tuổi hưu thì em sẽ lãnh được ưu tiên cái phần hưu của em trước. Cái liên quan tới cái câu hỏi thứ hai, em có thắc mắc là có người con nhỏ dưới 18 tuổi, thì nếu mà ông bố về hưu thì đứa nhỏ có nhận được cái tiền hưu của cha hay không? Vâng, đứa nhỏ sẽ được hưởng một phần tiền hưu ăn theo trên cái hồ sơ hưu bổng của người cha đã về hưu. Trên nguyên tắc, cái người phối ngẫu được quyền lãnh cái hồ sơ hưu của chồng hay vợ của mình, với điều kiện là mình phải có cái số tuổi tối thiểu là 62. Trong trường hợp này thì em cũng lâu lắm mới tới cái tuổi 62. Nhờ có, trong trường hợp á, nếu mà nói là quyền lợi của người phối ngẫu, khi cái người làm việc chính trong gia đình còn sống, còn trên cõi đời này, thì cái người phối ngẫu phải tối thiểu 62 tuổi, hoặc là người phối ngẫu có một cái đứa con nhỏ dưới 18 tuổi. Trong trường hợp này em lại rơi vào cái tình trạng thứ nhì là có con dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, nó có những cái giới hạn. Thì cho dù em đủ điều kiện về mặt tư cách để hưởng, nhưng mà cái số lương của em đang làm, em có nói là em làm neo, cái số tiền lương của em khai thuế trồi sụp tùy năm, có năm lên tới 35.000. Thì nếu 35.000 thì quy ra là cũng khoảng gần 3.000 một tháng. Thì hiện nay chính phủ cho phép một người lãnh cái tiền, cái quyền lợi an sinh xã hội. Thì nếu mà cái tuổi còn trẻ đó, trừ phi mình đã đạt tới tuổi hưu toàn phần thì mình không có giới hạn về thu nhập. Nhưng mà nếu tuổi còn trẻ thì mình phải chịu sự giới hạn là mình không làm quá khoảng 1.500 một tháng. Mà cái số lương của em, nếu mà em khai 35.000 thì cái lương rất tốt, thì mình cứ giữ nguyên cái số lương của mình, chỉ để cho đứa con được lãnh 50% trên cái hồ sơ hưu bổng của người cha của cháu. Trong trường hợp ông chồng của em đi xa, đi xa mà không về nữa đó, ở cái tuổi này thì em cũng rơi vào cái tình trạng là người phối ngẫu được hưởng ở đây không phải là quyền lợi ăn theo mà là quyền lợi tồn sinh. Thì đứa nhỏ sẽ được hưởng, tiếp tục được hưởng cho tới 18 tuổi, không phải là 50% mà là 75%. Và em cũng rơi vào cái tình trạng mình là người mẹ trẻ, không có phải đợi tới 60 tuổi. Em vì có con dưới 18, em cũng hội đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cái mức lương cũng sẽ là cái hạn chế để em không được hưởng cái quyền lợi tồn sinh nếu không may ông chồng rủ áo ra đi. Vậy là cho dù người chồng có mất đi thì vị khán giả này cũng phải chờ tới năm 60 tuổi. Và 60 tuổi thì tôi cũng nhắc là ở cái thời điểm mà nếu không may chàng ra đi và em chờ tới 60 tuổi, thì ở cái thời điểm mà em ghi danh xin cái quyền lợi tồn sinh, em phải là người độc thân. Và tới thời điểm đó mình vẫn độc thân, mình xin cái quyền lợi đó, mình vẫn có thể đi làm với cái mức lương như bà vẫn đang đi làm, vẫn dạ không, có 60 tuổi thì vẫn bị ràng buộc với cái quy định, cái limit, cái giới hạn mà chính phủ cho phép mình làm lương bao nhiêu. Nếu chờ đến tuổi hưu toàn phần và mình lãnh cái quyền lợi tồn sinh thì mình có quyền tiếp tục đi làm, lúc ấy cái số tiền mình làm được không bị giới hạn. Dạ, con cảm ơn thầy Dung, cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều, và cũng xin phép đi tiếp một lá thư. Như Dung nhận bằng email vào ngày 12 tháng 1, cô còn bổ sung gì cho lá thư vừa rồi? Dạ không. Vào ngày 12 tháng 1 bằng email: chào cô Hồ Quang, con đang sống ở California, có chồng 16 năm nhưng mà giấy đăng ký kết hôn quá hạn nên trên giấy kết hôn mới được có 11 năm thôi. Có 4 đứa con lớn nhất, năm nay là 16 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi. Chồng của con làm lương cũng cao, đã làm hơn 30 năm. Vào năm 56 tuổi, anh bệnh và không làm nữa, đang ở nhà và đang lãnh tiền SSA. Đó là 1.773 đồng cộng với 4 đứa con, mỗi đứa là 210. Chúng con có một căn nhà. Hiện nay
ông chồng con ở nhà và không đi làm nữa. Hiện nay con đi làm, income của con khoảng trên 23.000 một năm. Con có medical cả nhà. Cho con hỏi nhà con có bị xét tài sản trong nhà bang hay không cô? Có giới hạn, có bắt giới hạn là bao nhiêu không? Câu hỏi thứ hai, nếu không may chồng con có mất đi, con còn dưới 18 tuổi, con thì dưới 62 tuổi. Con có lãnh được tiền của chồng con không? Cảm ơn cô nhiều. Và trước khi cô Hồ Quang trả lời á, thì hôm nay Thi Nhung mới biết được là cái giấy mà đăng ký kết hôn có hạn hả cô? Có giới hạn hay sao ạ? Dạ, nhưng chưa đó, nghe cái chuyện dạ, này tôi, không tôi, ạ? Tôi không có nghe được cái chuyện mà quá hạn trong cái vấn đề mà ghi tên để mà mình kết hôn với nhau. Nhưng mà có nghĩa là đã kết hôn phải không ạ? Thì thôi bây giờ trước sau gì mình cũng đã kết hôn, mình có bốn mặt con thì thôi 16 năm hay 11 năm về mặt luật pháp hiện nay trong cái tình trạng của bà không có gì quan trọng lắm. Ông lãnh được cái tiền ở cái tuổi 56 vì lý do sức khỏe, thì đó gọi là tiền SSDI, quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Thì khi là quyền lợi thì các con nhỏ dưới 18 tuổi được lãnh một phần trên hồ sơ của bố. Dạ vâng, và vì lý do là lá thư vẫn còn rất nhiều cái yếu tố mà cô Hồ Quang cần phải giải thích cho rõ ràng. Cho nên là Thi Nhung mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị quay trở lại với chương trình.